Thưa quý vị, để đa dạng thêm dòng vốn đầu tư, thời gian qua một số doanh nghiệp bất động sản đã chủ động xuất ngoại để tìm kiếm các đối tác. Ngày hôm qua, tập đoàn TMS đã tới Tokyo của Nhật Bản tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư với sự tham gia của gần 300 nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện xúc tiến đầu tư được tổ chức ở 3 thành phố lớn của Nhật Bản. Mục tiêu giới thiệu với các nhà đầu tư cơ hội hợp tác và kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, du lịch, y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó mũi nhọn là các dự án bất động sản cao cấp thuộc phân khúc nghỉ dưỡng và thương mại.